liên quan đến vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ của một khách hàng ở Quảng Ninh, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu lãnh đạo cấp cao Bank khẩn trương xác minh vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng và ngân hàng. Ngày 20 tháng 3, một nguồn tin cho biết, liên quan đến vụ việc khách Hoàng PHA ở Quảng Ninh có mở thẻ tín dụng ở Bank, chi nhánh Quảng Ninh có nợ gốc sai 8,5 triệu đồng sau 11 năm bị ngân hàng yêu cầu thanh toán hơn 8,8 tỷ đồng. Ngân hàng nhà nước đã có văn bản gửi Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc ACB yêu cầu báo cáo xử lý về vụ việc này. Theo đó, Ngân hàng nhà nước yêu cầu lãnh đạo ACbank phản hồi vụ việc với báo chí và dư luận xã hội về trách nhiệm, quyền hạn và phương hướng xử lý vụ việc với tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của người dân. ECB khẩn trương xác minh vụ việc, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của khách hàng và ngân hàng báo cáo kết quả xử lý vụ việc cho lãnh đạo ngân hàng nhà nước trước ngày 21 tháng 3. nguồn tin cho hay. Trước đó, ông PHA có mở thẻ tín dụng Mastercard tại ECB chi nhánh Quảng Ninh ngày 23 tháng 3 năm 2013 với hạn mức 10 triệu đồng. Thẻ này sau đó phát sinh hai giao dịch thanh toán hơn 8,5 triệu đồng nhưng từ ngày 14 tháng 9 năm 2013 khoản nợ thẻ nêu trên đã chuyển thành nợ xấu. Gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản, Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam Exim Bank AMC đã có thông báo gửi ông PHA yêu cầu thanh toán gốc và lãi tạm tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2023 là hơn 8,8 tỷ đồng. Theo Exim Bank, đây là khoản nợ đã quá hạn đã kéo dài gần 11 năm. Exim Bank đã nhiều lần thông báo và làm việc trực tiếp với khách hàng, nhưng khách hàng vẫn chưa có phương án xử lý nợ. Trong khi đó, ông PHA lại nói vào khoảng tháng 3 năm 2013, ông có nhờ một nhân viên tên Giang làm việc tại chi nhánh Exim ở Quảng Ninh làm cho một thẻ tín dụng, nhưng thực tế sau đó ông không nhận được thẻ tín dụng này phải hơn 4 năm đến năm 2017 do có nhu cầu vay vốn. Khi đến ngân hàng, ông PHA mới tá hỏa khi được thông báo bản thân đang có nợ xấu bên Exim Từ đó đến nay, khách hàng và ngân hàng nhiều lần làm việc, nhưng vụ việc chưa được giải quyết triệt đề cho đến khi SM Bank AMC thông báo giấy nợ hơn 8,8 tỷ đồng xôn xao dư luận.